Sáng ngày 5 tháng 4, hàng chục học sinh tiểu học và trung học cơ sở ở Nha Trang, Khánh Hòa có biểu hiện mệt mỏi, nôn ói nên phải đưa vào bệnh viện thăm khám điều trị. Cụ thể, khi chuẩn bị vào tiết học đầu tiên, nhiều học sinh trường tiểu học Vĩnh Trường, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang có dấu hiệu mệt mỏi, nôn ói. Sau đó, giáo viên báo cáo sự việc cho lãnh đạo nhà trường, liên hệ xe cấp cứu, đưa hàng loạt em cùng triệu chứng nói trên đến bệnh viện Hiện tại, 12 học sinh trường tiểu học Vĩnh Trường đã được đưa tới bệnh viện, trong đó có một nữ sinh lớp 5 được xác định là tử vong chưa rõ nguyên nhân. Cùng thời điểm trên, có hàng chục học sinh trường trung học cơ sở Trấn Hưng Đạo cũng có các triệu chứng tương tự được chuyển vào bệnh viện tâm trí. Một nguồn tin chia sẻ rằng hai điểm trường này đều nằm trên một tuyến đường ở phường Vĩnh Trường. Trường tiểu học Vĩnh Trường tổ chức nấu bán chú, song các em chưa dùng bữa sáng, còn trường trung học cơ sở không thực hiện bán chú. Sáng ngày 5 tháng 4, các học sinh có dùng thức ăn với thực đơn gồm cơm gà xé, bánh mì gà xé và các món ăn khác của các hộ kinh doanh bên ngoài trường bán trên vỉa hè. Thời điểm học sinh xuất hiện các triệu chứng buồn nôn mệt mỏi là khi chuẩn bị vào tiết học đầu tiên. Sau sự việc, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Nha Trang đã tới hai trường trên cùng bệnh viện để làm việc, tìm hiểu nguyên nhân. Đồng thời, công an cũng vào cuộc làm việc với những người liên quan các cơ sở bán thức ăn để điều tra. Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang điều tra xác minh nguyên nhân khiến học sinh lớp 5 tử vong để làm rõ thông tin. Sáng ngày 1 tháng 4, chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra lấy mẫu xét nghiệm sau khi nhiều học sinh nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm gần trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Nha Trang. Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đang điều trị cho 5 bệnh nhân có triệu chứng ngộ độc thực phẩm. Trước đó, các em có ăn cơm gà gần trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi, có các triệu chứng ngộ độc thực phẩm như nôn ói, đau bụng, tiêu chảy. Những học sinh này lần lượt được nhập viện từ ngày 29 tháng 3 đến nay. Em PHA là học sinh lớp 11 trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Giữa Xanh, Nha Trang, xác nhận vào sáng ngày 29 tháng 3, em có ăn cơm gà và mì ý gà. Sau đó, em A có triệu chứng là đau bụng nôn ói và được gia đình đưa đi nhập viện. Theo lời kể của em A, mỗi suất ăn tại quán bán có giá từ 10.000 tới 20.000 đồng tùy món. Tại khu vực bán thức ăn nhanh này, có 3 hộ thường xuyên buôn bán cho học sinh gần trường. Đến nay, ngành y tế tỉnh Khánh Hòa vẫn đang lấy thông tin các hộ kinh doanh buôn bán gần trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi để có cơ sở xử lý theo thẩm quyền. Tối 18 tháng 3, ông Đỗ Thái Hùng, Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang, cho biết đã kết quả xét nghiệm các mẫu ngộ độc thực phẩm xảy ra tại quán cơm gà châm Anh, số 10 đường Bà Triệu, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, Viện Pasteur Nha Trang đã tiếp nhận hai đợt với tổng cộng 19 mẫu có liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm xảy quán gà châm Anh do Trung tâm Y tế thành phố Nha Trang gửi đến. Cụ thể, có 14 mẫu phẩm lấy ngày 13 tháng 3, kết quả xét nghiệm cho thấy trong mẫu hành phi phát hiện chủng Salmonella SPP, còn dưa chua phát hiện khuẩn Bacillus cereus, còn 5 mẫu lấy ngày 15 tháng 3, gồm một mẫu thực phẩm, 4 mẫu bệnh phẩm. Kết quả cho thấy mẫu cơm gà sốt trứng và gà xé được lấy tại một hộ gia đình ở xã Vĩnh Hiệp cho kết quả dương tính với chủng Salmonella SPP và Bacillus cereus. Mẫu cơm gà sốt trứng và gà xé trên được mua tại quán cơm gà châm anh vào chiều 12 tháng 3. Như vậy, kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang trùng khớp với kết quả cấy kế phân của 6 trường hợp là bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện. Cụ thể, có 6 ca dương tính với vi khuẩn Salmonella. Cùng ngày, Ông Trịnh Ngọc Hiệp, Phó Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa, cho biết đến 16 giờ ngày 18 tháng 3, ghi nhận có triệu chứng ngộ độc liên quan quán cơm gà châm anh vào cấp cứu tại các cơ sở y tế trên địa bàn. Hiện còn 75 ca đang điều trị, số còn lại sức khỏe ổn định đã được cho về nhà. Tất cả ca bệnh đã tạm ổn định, một vài bệnh nhân còn triệu chứng đau bụng nhẹ, sốt giảm, đang được điều trị tại các cơ sở y tế và trong khả năng kiểm soát về chuyên môn của các đơn vị. Riêng trường hợp bệnh nhân mang thai 18 tuần, ông Hiệp cho biết sức khỏe người này cải thiện nhiều, Bệnh tỉnh, hết tiêu chảy, sinh hiệu ổn được. Bệnh nhân đã được chuyển khoa Nội tổng hợp thần kinh tiếp tục điều trị. Chiều 16 tháng 3, bác sĩ Trịnh Ngọc Hiệp, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết, kết quả kiểm tra có thêm 5 mẫu bệnh phẩm là người lớn đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa dương tính với khuẩn Salmonella. Trước đó, hai bệnh nhân nhi điều trị ở bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang cho kết quả dương tính với vi khuẩn Salmonella và đã có kháng sinh đồ điều trị. Tuy nhiên, Kết quả này chưa đủ để khẳng định nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc thực phẩm mà phải chờ kết quả của các bệnh nhân khác và các mẫu thực phẩm gà, bát đĩa, song nồi, nguồn nước của quán cơm gà từ viện Pasteur. Bác sĩ hiệp thông tin, vi khuẩn mọc còn tùy vào bệnh phẩm lấy là phân, máu, thực phẩm, dụng cụ đựng và số lượng vi khuẩn trong đó nhiều hay ít và phương pháp thực hiện nên có thể mất vài ngày nữa mới có kết quả. Cập nhật của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đến 15 giờ chiều 16 tháng 3, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 358 ca liên quan đến quán cơm gà châm anh, trong đó có khoảng 50 ca ở ngoài tỉnh. Tổng số ca nhập viện điều trị 245 ca, riêng ngày 16 tháng 3 có 6 ca nhập viện mới. Số ca kê đơn cho về theo dõi ngoại trú 110 ca, số ca xuất viện trong ngày 78 ca và hiện còn đang điều trị 170. Có một ca là thai phụ 36 tuổi, quê huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa. Có thai 18 tuần nhập viện ngày 15 tháng 3 hiện đang điều trị tại khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện đa khoa tỉnh hiện đang chuyển biến tốt. Trong ngày 16 tháng 3, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, da niêm hồng, sinh hiệu ổn, triệu chứng đã giảm so với trước. Bệnh nhân được điều trị kháng sinh, truyền dịch, mời bác sĩ khoa sản khám làm lại các xét nghiệm, theo dõi sát tình trạng lâm sàng bệnh nhân, điều trị, chăm sóc tích cực. Các bệnh nhân còn lại đang dần ổn định, một vài bệnh nhân còn triệu chứng buồn nôn nhẹ sốt giảm đang được điều trị tại các cơ sở y tế và trong khả năng kiểm soát về chuyên môn của các đơn vị. Ngày 15 tháng 3, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa có báo cáo về vụ việc ngộ độc thực phẩm nghi do liên quan đến quán cơm gà TA, đường Bà Triệu, thành phố Nha Trang. Theo đó, tổng số ca tiếp nhận liên quan đến vụ việc trên là 345 trường hợp, trong đó 239 ca nhập viện điều trị tại 13 cơ sở ở tỉnh Khánh Hòa, số còn lại điều trị ngoại trú. Trong ngày 15 tháng 3, có 38 ca xuất viện, số ca còn điều trị là 201. Thông tin từ báo cáo, đa số các bệnh nhân đang dần ổn định. Một vài bệnh nhân còn triệu chứng buồn nôn, sốt, đi cầu phân lỏng, đau quặn bụng từng cơn. Các ca bệnh nặng là người già trẻ em được các cơ sở y tế chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều trị. Đang chú ý, có một thai phụ mang thai 18 tuần đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa diễn biến nặng hơn. Bệnh nhân này sốt 38,5 độ, buồn nôn, tiêu chảy nhiều lần, đau bụng quanh rốn, Hiện thai phụ trên được chuyển vào khoa hồi sức tích cực chống độc để theo dõi điều trị. Như đã thông tin, ngày 13 tháng 3, nhiều người nhập viện ở các bệnh viện tại thành phố Nha Trang với các biểu hiện nôn, sốt, đau bụng. Người bệnh cho biết, các triệu chứng trên xuất hiện sau khi ăn tại quán ăn cơm gà TA. Sáng ngày 13 tháng 3, quán cơm gà nêu trên bị tạm đình chỉ kinh doanh để phục vụ công tác điều tra. Ngày 15 tháng 3, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa có công văn gửi các bệnh viện địa phương định hướng điều trị cho các bệnh nhân ngộ độc nghi do cơm gà theo hướng dẫn nhiễm trùng, nhiễm độc đường tiêu hóa do tăng nhân Salmonella group. Trước đó, một bệnh viện tư nhân ở thành phố Nha Trang cấy phân của hai bệnh nhi ngộ độc thực phẩm nghi do ăn cơm gà. Kết quả cho ra dương tính với vi khuẩn Salmonella. Việc xác định tăng nhân gây bệnh sẽ giúp cho các bệnh viện lựa chọn kháng sinh, phương pháp điều trị phù hợp. Theo ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, tính đến chiều ngày 15 tháng 3, đây là số lượng các nạn nhân bị ngộ độc liên quan quán cơm gà Trâm Anh, Nha Trang do Sở Y tế ghi nhận và thống kê. Trong đó 201 người đang điều trị tại các bệnh viện, trung tâm y tế. Những trường hợp bệnh nhẹ đang theo dõi tại nhà. Về việc điều trị, Phó Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa, ông Trịnh Ngọc Hiệp, cho biết đơn vị đã hướng dẫn các bệnh viện điều trị bệnh nhân ngộ độc theo hướng nhiễm trùng, nhiễm độc đường tiêu hóa do tác nhân Salmonella Group. Liên quan đến vụ ngộ độc, Bệnh viện Đa khoa Vinmec đã xét nghiệm cho hai bệnh nhân ngộ độc nghi do ăn ở quán cơm gà châm Anh. Kết quả, Hai trường hợp này dương tính với vi khuẩn Salmonella, tác nhân chính gây nhiễm khuẩn đường ruột. Hiện hai bệnh nhân sức khỏe ổn định, dự kiến xuất viện vào ngày mai. Như vậy, liên tiếp những ngày qua, hàng trăm người phải nhập viện với triệu chứng nôn ói, đau bụng, tiêu chảy nhiều lần, sốt sau khi ăn cơm gà châm anh, trên đường Bà Triệu, Nha Trang. Hiện, quán ăn này bị tạm đình chỉ hoạt động. Kết quả xét nghiệm các mẫu thực phẩm và mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân ngộ độc vẫn chưa có kết quả.